khi các bác mua khung thời xây dựng dân dụng thì nó sẽ bao gồm những gì? Nó sẽ em xin giới thiệu cho các bác. Thứ nhất là nó sẽ bao gồm đã có dây cáp này, bu ly của khung này, bu ly của khung hãm này, đây là bu ly của motor này, và đây là tay cầm này, móc treo này, và đây là curoa cho motor, đây là cái bệ để motor này. Chú ý khi chúng ta lắp thì chúng ta phải lắp đúng chiều của motor để dây cáp quay đúng chiều các bác nhé, để nó sẽ kéo lên. Nếu như trường hợp mà ngược chiều của motor thì các bác có thể là đảo chiều motor. Mỗi cái motor thì có sẵn những cái hướng dẫn sử dụng để đảo chiều. Các bác có nhu cầu mua thì có thể liên lạc với em. Ở đây thì em cũng sẽ hiện qua trước nhận cái chiều cao của bệ, nó khoảng 15 chiều cao của cả cái khung tời, khoảng tầm 36 chiều dài thì nó rơi dài nó khoảng hơn 70 phân. Bên em thì giao hàng toàn quốc, các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Đây có cái đường kính bu ly của nó là bu ly đường kính 29, có bu ly 2 dặm. Cảm ơn các bạn đã xem video.